Kính thưa quý vị, vừa qua khoa răng hàm mặt trường Đại học Văn Lang đã tổ chức hội thảo cập nhật quan điểm điều trị nha chu và implant theo Europerio 10. Đây là dịp để các bác sĩ nha khoa cũng như là sinh viên ngành răng hàm mặt tiếp cận những quan điểm và kỹ thuật điều trị nha chu và implant mới hiện nay. Europerio là hội nghị nha chu và implant hàng đầu thế giới do Liên đoàn Nha chu châu Âu EFP tổ chức định kỳ 3 năm một lần. Đoàn công tác của khoa răng hàm mặt trường Đại học Văn Lang đã tham dự Europerio 10 đã diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 6 năm 2022 tại Copenhagen, Đan Mạch. Chính vì vậy, hội thảo được tổ chức tại trường Đại học Văn Lang với phần trình bày của tiến sĩ bác sĩ Trần Ngọc Quảng Phi, trưởng khoa răng hàm mặt, và thạc sĩ bác sĩ Phạm Hoài Nam, trưởng bộ môn nha chu implant, có mục đích cập nhật những quan điểm và kỹ thuật mới điển hình trong lĩnh vực điều trị nha chu được báo cáo tại hội nghị Europerio 10. Trong đó tập trung vào các nội dung như điều trị nha chu bảo tồn, Uline điều trị viêm nha chu giai đoạn 4 và tiếp cận liên chuyên khoa, điều trị tích hợp nha chu tái sinh và phẫu thuật che phủ nú, phẫu thuật tăng thể tích xương, trường hợp tiêu xương trầm trọng theo chiều đứng với kỹ thuật CBR. Tham gia tại hội thảo không chỉ có các bác sĩ sinh viên khoa răng hàm mặt mà còn có các doanh nghiệp trong lĩnh vực nha khoa đưa đến giới thiệu các thiết bị, kỹ thuật điều trị mới. Điều này giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận và cập nhật những kiến thức mới nhất, sát thực tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ngành nghề nha khoa hiện nay.